với Zeligt và Masraoui, Mu phá vỡ quy tắc, điên rồ của Edward Mu đã phá vỡ quy tắc chuyển nhượng nghiêm ngặt của cựu giám đốc điều hành Edward để ký hợp đồng với MTTHIZS Zeligt và Nusse Masraoui từ Bayern. Nhận định Brighton vs Mu, 18h30 phút ngày 24 tháng 8, cựu giám đốc điều hành của Man United, Edward đã đặt ra một quy tắc trong thời gian tại vị ở sân Old Trafford, rằng sẽ không có cầu thủ nào mua về từ Bayern Munich. Điều này là do việc ký hợp đồng với Owen Hargreaves và Bastian Schweinsteiger đã không đáp ứng được kỳ vọng, sau khi Quỷ Đỏ chi khoản phí chuyển nhượng rất lớn mua các tiền vệ này. Theo ESPN tiết lộ, cựu huấn luyện viên trưởng Jose Mourinho muốn ký hợp đồng với hậu vệ Jerome Boateng vào năm 2018 nhưng đã bị Edward, người ở thời điểm đó có vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch đội hình, từ chối thẳng thừng. Nguồn tin này cho biết, Mourinho đã bị từ chối bản hợp đồng mơ ước của mình cách đây 6 năm. Nguồn tin cho biết, vào mùa hè năm 2018, Jose rất muốn ký hợp đồng với một trung vệ. Có một trận đấu khởi động với Bayern. Chỉ có một vài nhà báo ở đó. Jose kéo một vài người trong chúng tôi ra và nói rằng, ông ấy muốn ký hợp đồng với Jerome Boateng từ Bayern, người tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn là một cầu thủ giỏi. Vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè năm đó, có một cuộc họp báo tại Man United. Chúng tôi đang ngồi trong phòng họp báo nhỏ tại Carrington thì Edward bước vào. Ông ấy nói với chúng tôi rằng câu lạc bộ sẽ không ký hợp đồng với một trung vệ mới, thậm chí là cả người mà Jose muốn. Lý do ông ấy đưa ra là họ đã học được bài học từ việc ký hợp đồng với những cầu thủ từ Bayern trước đây. Tuy nhiên, quy tắc đó giờ đây đã bị phá vỡ, sau khi Erik ten Hag hoàn tất ký hợp đồng với MTTIVS Zeligt và Nusse Masraoui ở mùa hè này. Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy Man United đã thoát khỏi sự mê tín trước đây với Bayern, và hy vọng rằng cả Zeligt và Masraoui đều có thể nhanh chóng khẳng định được giá trị của mình. Sau khi sử dụng cả Zeligt vào sân từ băng ghế dự bị và Masraoui đá chính, trong chiến thắng của Man United trước Fulham tại Premier League tuần trước, huấn luyện viên Ten Hag rất muốn tiếp tục sử dụng họ khi đến làm khách của Brighton vào cuối tuần này.